Hello, xin chào mọi người. Hôm nay gia đình của mình đi ở trên núi hái trái lê nha mọi người. Giờ vợ chồng của mình và em dâu của mình cũng đi theo luôn. Hôm nay đi xe hai vợ chồng, tại vì xe em dâu thì để lại đây, tại vì đi hái trái lê này là cần 2 tiếng á mọi người. Nếu kẹt xe là 2 tiếng, còn không có không nếu không có kẹt xe là tầm 1 tiếng 40 phút hay gì đó. Tại vì lúc tối ông xã của mình đã coi ở trên mạng á, đi từ đây là qua đó tầm mấy giờ mấy tiếng á. Cho nên lúc ông xã coi là 1 tiếng 45 phút. Giờ gia đình của mình chuẩn bị đi đây mọi người. Mong là trời hôm nay không có mưa mọi người. Trời mà trời thì rất là u giống như sắp mưa á mọi người, nhưng là mong là ở trên núi là không có mưa nha mọi người. Giờ chúng mình đi thôi mọi người ơi. Em gái của mình và con gái thứ hai của mình không có đi chung, tại vì em gái của mình muốn dắt con thứ hai của mình đi đi ăn sinh nhật con của em gái mình á. Nó làm tổ chức hôm nay á, nên con của mình muốn đi theo. Tại vì con của mình thì thích tắm hồ bơi, tại vì nhà chỗ đó có hồ bơi, nên con cái của mình muốn đi theo dì của nó. Giờ gia đình của mình đi thôi, mọi người theo dõi nha. Thank you.
Đây mọi người ơi, gia đình của mình đã tới nơi rồi nha mọi người. Giờ mình vô trong mình lấy cái hộp hay là xe bưng cái nọ cái kia mọi người, xong rồi mình đi hải chỗ kia nha mọi người. Giờ đi thôi mọi người, mình vô trong. À, không anh, cơ. Chỗ này rất là nhiều người tới luôn mọi người. Người đồng bào của mình cũng có tới nha mọi người. Nè nè nè, nó Việt cơ. Đây mọi người, mình lấy cái cây này nha mọi người. Cái cây này. Cái lông chắc là nói chữ. Đây mình lấy cái này nha. Mình hái bằng cái này nha. Để không có bị rớt xuống à mọi người. Cái đó anh lấy luôn. Đây mọi người, giờ mình vô trong đá nha. Mình kiếm cái nào có trái to thì mình hái nha mọi người. Bên này cũng có nha mọi người, nhưng mà bên này người ta không có cho hải đâu mọi người, người ta cho bên này thôi. Giờ mình vô trong này. À, come on, go. No, go from there. Go, push it. It's okay, push it. Yeah. No, that is too small, no, Viet. Hey, big too, right here. Uh-oh. Good job. We need a bigger one. Wow, trái nhiều lắm mọi người ơi. Đây coi này, rất là nhiều trái luôn. Nhưng mà mình kiếm trái nào to và ngon mình hái nha. Mình đến tới nơi mà mình phải kiếm cái nào nó ngon mình mới hái được. Chỗ này là mình mua rất là rẻ luôn mọi người. Rẻ hơn ở chợ mọi người. Chỗ này là mình muốn ăn cũng được, mình hái mình vừa ăn cũng được nha. Để xem ăn đi. What do you mean you don't know? My phone. Put your phone away, cho nó mommy back. Oh, that's fair. It's okay. No, I will get it. No, you see? No. That's a small one. Don't care. That's not.
Thật ra cả vô nên nó nét được á. Anh mình bỏ ngọt hả? Nhìn cái nào cũng giống nhau cái đó mọi người. Mỏi cái cổ rồi mọi người. Vô đi, come on, vô đi. Okay, now we get the one foot in the box. Come on, come on. 来 trim 那。 Don't do that. No, 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 no. Don't do that. No, sir. 在哪里给我了？ Bỏ khỏi nhà, bà lệ. Lệ đấy bà lệ. À, bỏ khỏi nhà, mừng ngăn có lệ lại bỏ bên. Thank you.
Oh, I'm sorry. Trở lại nhà, quay nhà, nào nhìn gần thật lần. Lạ. Put you guys thở này các bạn. Đây mọi người, gia đình của mình hái được 3 thùng rồi này mọi người. Mình hái nhiều chút xíu nha, tí nữa mình chia cho chị và anh trai bên chồng của mình cũng như là bên mình luôn. Siêu to luôn mọi người. Cái này ăn rất là ngọt luôn. Cái nào cũng to hết mọi người. Thường là mua ở chợ là một trái này là tầm 1 đồng, 2 đồng á mọi người. Còn mình mua ở đây thì một thùng này chắc tầm 20 hay gì đó, không biết nữa, không nhớ nữa. Giờ mình đi hải tiếp nha. Woo baby, it's so small baby. Này cái này con của mình hái này nhỏ xíu thôi nè. Ăn thử nha. Mời mọi người nha, ngọt lắm. I got two. I got two. Ngọt lắm mọi người. Too small baby. No, baby you don't have no milk. No. Yeah, ma. Mommy, you no. Wanna eat? No, no. Chưa, bắt mình mẹ nhìn. Dạ bỏ, dạ dùng đi rồi nhá. Cảm ơn, cơ. Giờ mình quay lại chỗ cũ nha mọi người. Chắc hải được bao nhiêu đây chắc đủ rồi mọi người. Nhiều lắm rồi á. Hải nhiều sợ ăn không hết nữa. Nè, it's okay, nè, cơ. Người ta tới hải này, cũng nhiều nè. Bên này người ta không có cho hải đâu mọi người. Nè, come on. Nè, cơ. Chỗ này rất là nhiều luôn mọi người, nhiều loại trái to lắm mọi người. Nhưng mà xe của mình đầy rồi nên không có hái tiếp được. Hai trái cây thôi cũng mệt. Nên mà con lại bỏ cái em tỏ làm gì hệ túc ở dưới kia luôn mọi người. Nè bắt đầu nè.
Nào, go, baby, go. Okay. I can mail. Hả? Mail. Mail bé. Hả? Mail. I'm sure you know. Mà. Chẳng nhạc miệng. Thôi ra. Có đùi nà. Ừ, nào ạ. Ghi ra. Oh my god. Go. Muốn kéo cái xe này nè. Đâu có nổi đâu. What wrong, Navid? Now come on. Now tap it. Oh, eh, tay tap it. Like hot with your no mouth and then like. Tạt lại bà gỡ à. Là lạt đi. Nào. Đừng gỡ vô đi. Mọi người ơi, gia đình của mình mọi người ơi, gia đình của mình hái trái cây xong rồi nè mọi người. Hái trái lê nè, rất là nhiều luôn. Giờ mình gia đình của mình đi tính tiền xong rồi đi chơi chỗ khác nha mọi người. Video tiếp theo thì đi núi nhưng mà mình làm video khác nha. Nếu mọi người yêu thích video của mình, xin cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn mọi người video tiếp theo. Bye mọi người. Bye bye. Quay bò bò em. Chụp bò hả thôi.